Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 176: Xoay chuyển càn khôn, Liễu phủ suy tàn, năm. Ở đây đa số đều là dân chúng, ngày thường ít nhiều gì cũng từng bị người giàu có khi dễ qua, ngày hôm nay có một người gợi lên, tất cả đều nổi lên cảm giác đồng tình, trong đám người có người bắt đầu quỳ xuống, một người, hai người, ba người, đến cuối cùng tất cả đều cùng quỳ xuống, cùng nhau lớn tiếng nói, xin chi phủ đại nhân thẩm tra ra hung thủ. Liễu khai đông toàn thân bắt đầu run rẩy, tay nắm thành quyền, môi run run, hắn không cần quay đầu lại, cũng có thể biết để hình án sát xử tự án sát xứ lúc này dùng loại ánh mắt gì để nhìn hắn. Hết rồi, hết sạch rồi cả đời này không cần nói đến tham quan phát tài, có muốn giữ lại cái mũ quan này cũng đã khó khăn rồi. Phái dưới từng đợt hô to của dân chúng, An Chi Phủ biết thời biết thế là một vị thanh thiên đại lão gia, lập tức phái người đến tể gia bắt thược dược cùng liễu dịch thanh, sau đó lại đi liễu phủ, cũng bắt liễu dịch dương về quy án, giam vào nhà lao, chuẩn bị lần chính thức thẩm vấn kế tiếp. Mà những lời đồn trước đó đã bị một màn biểu diễn quyết đoán này đập tan liễu ra đại công tử liễu dịch dương bất lực tham luyến sắc đẹp của tiểu thư cùng muội muội là liễu dịch thanh liên hợp lại cấu kết với tặc nhân lừa bán con gái nhà lành đầu tiên là bắt thiên kim thẩm ra lại cố ý thả ra sau đó mượn việc này làm bẩn thanh danh của thiên kim thẩm ra buộc thẩm ra đem thiên kim gà cho liễu dịch dương sống đời thủ tiết mà liễu dịch dương là tên biến thái trước sau hành hạ đến chết năm nha hoàn thẩm gia thiên kim nếu bị gả đi, chỉ sợ không đến một tháng, cũng sẽ rơi vào tình cảnh hương tiêu mọc nát. Những lời đồn đãi trước đây, toàn bộ đều tiêu tan, không ai tin liễu dịch dương sẽ để cho tặc nhân với bần thẩm vân khanh, bởi vì không có nam nhân có thể nào cưới một nữ nhân bị người khác chạm qua. Cho nên đủ loại ngôn ngữ dơ bẩn về thẩm đại tiểu thư tất cả đều tán đi, còn lại đều là những lời đồng tình với cô nương tốt này cũng khiến cho người người thành Dương Châu đối với nhan sắc của Thẩm Vân Khanh có chút hiếu kỳ. Một nữ nhân có thể khiến cho một nam nhân bị bất lực muốn cầu hôn, rốt cuộc là nhan sắc như thế nào. Có người lương thiện đã từng diện kiến Vân Khanh, liền bắt đầu truyền bá một bài thơ. Đình tiền thược dược yêu vô cách, chỉ thượng hoa sen tịnh thiếu chuyện, duy có mẫu đan thực quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành. Trong thơ nói lấy hoa ví người, Thực dược, yêu hoa, hoa sen, tuy tĩnh nhưng thâm trầm, chỉ có mẫu đan mới thực sự đẹp, những lúc nở hoa đều làm động lòng người. Thanh danh của Thẩm gia và Vân Khanh nhờ bài thơ này mà hồi phục và dần được nhiều người biết đến hơn, nhưng sau này cũng đem tới cho Vân Khanh không ít phiền toái. Mà lúc này, Liễu gia hoàn toàn loạn là một đoàn, Liễu lão phu nhân mặt bình tĩnh nhìn Liễu đại phu nhân hai tròng mắt hung hăng như đao muốn xé toác bà ta ra ngươi lúc trước nói như thế nào nói là tạ văn uyên đã cùng ngươi âm thầm bàn bạc xong rồi nói chỉ cần mang sinh lễ tới cửa là được kết quả ngươi xem ngươi xem nay thành cái gì không nói thanh nhi dương nhi cả đời này cũng coi như bị hủy ngay cả sự nghiệp cả đời của khai đông đều bị ngươi hủy a à. liễu lão phu nhân hiểu rõ ở trước mặt đề hình án sát xử tư án sát xứ mà nói vén ra rèm pha như vậy, nhiều dân chúng ở đó như vậy, nhiều ánh mắt ở đó như vậy, không phải có thể dựa vào thời gian cùng quyền lợi là có thể áp chế được. Kia, vậy làm sao bây giờ? Liễu đại phu nhân sợ hãi nói, bà ta không tin liễu lão phu nhân này lúc trước nghe xong lời của bà ta một chút nghi ngờ đều không có. Lão phụ này, lúc trước nhất định là nghe hiểu ý tứ của bà ta, nhưng khi đó cũng đồng ý cho bà ta thực hiện, nay xảy ra chuyện, liền toàn bộ đổ lên trên đầu bà ta nhưng chuyện đã đến nước này bà ta chỉ có thể hỏi liễu lão phu nhân bà ta chỉ là nữ nhân suốt ngày ở trong phủ chuyện trên quan trường bà ta hoàn toàn không hiểu a. À. làm sao bây giờ việc này cho dù có cho bạc cũng không áp chế xuống được cho dù có bạc áp xuống ngươi cho rằng liễu phủ chúng ta so với thẩm gia có tiền sao liễu lão phu nhân cắn răng ra mặt run run nói chuyện ngươi bức hôn không thành chẳng khác nào cùng thẩm phủ hoàn toàn đoạn tuyệt rồi. Huống chi việc này lại bị xé to ra như thế, người cho rằng thẩm mậu là người dễ trêu chọc sao? Liễu đại phu nhân quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, hậu quả như vậy bà ta quả thật không ngờ tới. Thực so với tưởng tượng của bà ta còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần, chuyện của Dương Nhi bà ta vốn che giấu cực kỳ tốt, đùa chết bốn đều là dạng nha hoàn ký văn tự bán đứt, chỉ có ả tên Mỹ lệ này lúc trước khi vào phủ là ký văn khế cầm cố, không biết như thế nào lại bị Dương Nhi uống say đem chơi một buổi tối, liền chơi chết cả, à. Bà ta lúc trước đều cho người ta xử lý tốt rồi, tại sao lần này lại ở trước mặt mọi người bị vạch trần? Tuy rằng à cũng là một nha hoàn xinh đẹp, khả à ký là văn khế cầm cố, chỉ cần khế ước đã đến ngày, thì à vẫn có lại được tự do, thuộc về lương dân. Bốn nha hoàn kia chết thì không sao, nhưng giết lương dân dựa theo luật pháp đại ung, cơ bản là không có đường sống. Tề gia đã đơn liễu dịch thanh đuổi ra, nay liễu dịch thanh còn ngồi trong lao, nữ nhân bị bắt vào trong lao khi ra ngoài đều không có con đường nào khác, cũng chỉ có kết cục là nhảy sông tự vẫn, liền ngay cả lão gia, lão gia cũng. Liễu đại phu nhân cảm thấy một loạt chuyện này đến quá mức đột ngột, bà ta hoàn toàn lý giải không được, bắt đầu khóc lớn lên, mẫu thân, người nhất định có biện pháp, nhất định phải giữ vững chức quan của lão gia a nếu lão gia không có chức quan đó liễu gia chúng ta coi như hoàn toàn xong đời a bên ngoài một đạo thân ảnh nhanh như gió tiến vào trên người liễu khai đông vẫn chưa đổi quan phục nhấc chân mang giày đen đạp mạnh liễu đại phu nhân một cái người cái tiện phụ này ta đã nói ngươi cùng nữ nhi phá của của ngươi đều không phải là thứ tốt đẹp mà Người xem ngươi sinh ra cái gì vậy một cái chưa kết hôn đã cấu kết với người ta đến nỗi bụng to ra, gả xong còn không an phận, mỗi ngày về nhà mẹ đẻ đòi tiền, một cái bị nha hoàn hạ dược, đã bất lực còn không biết ở yên, thế nhưng còn chơi trò ngược đãi. Người xem người sinh ra hai thứ này, quả thực chính là đồ bỏ đi, xúc sinh. Liễu đại phu nhân bị một cước này đá trúng ngã đụng phải ghế hoa lê bằng gỗ, lưng đánh vào chân ghế, nghe rõ tiếng xương sống bị va chạm răng rắc vang lên cơ hồ là không thể động liễu khai đông xem bà ta cuộn mình trên mặt đất hai trong mắt giận dữ đỏ bừng nói ngươi có biết đề hình án sát xử tự án sát xứ nói cái gì không quan đồ của lão tử cả đời này đều bị ngươi hủy đi rồi bị hủy rồi bây giờ vẫn còn được giữ chức không lâu sau lão tử sẽ biến thành trắng tay thôi cái đồ sao trồi nhà ngươi chuyện gì đều không xử lý tốt đòi bức hôn nữ nhi thẩm ra còn nói với ta là mưu kế tốt lắm Người cái tiện phụ tiện phụ tiện phụ liễu khai đông mắng liền ba câu tiện phủ liên tục đá ba cước vào ngực liễu đại phu nhân bà ta bị đá đến miệng trào máu tươi liễu dịch nguyệt tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền vội vàng nhào đến che chắn người liễu đại phu nhân cha người vì sao đánh mẫu thân a à. thế nhưng lại bị liễu khai đông giận chó đánh mèo một cước đá lăn đến dưới bàn ngươi cái tiểu tiện nhân còn chạy vào đây làm gì? Tiện phụ dạy dỗ sẽ không ra được thứ tốt lành gì. Lúc này ở trong mắt của Liễu Khai Đông đang nổi giận đùng đùng, những đứa con của Liễu Đại Phu Nhân đều không phải thứ tốt. Tất cả đều như vậy. Trên bàn còn có ấm trà mới châm nóng hổi, Liễu Dịch Nguyệt đụng phải khiến bình trà rơi xuống. Nước trà cực nóng toàn bộ tưới vào trên mặt trái của Liễu Dịch Nguyệt, phát ra tiếng nước nóng xèo xèo. Liễu Dịch Nguyệt ôm mặt đau đớn thét to, mặt của ta. À... À... Tiếng thét chói tai liên hồi truyền khắp Liễu phủ, khiến cho toàn bộ người trong Liễu phủ tâm như bị xuyên phá. Liễu lão phu nhân ngồi ở trong phòng, xem sự việc biến chuyển đến trở tay không kịp, vẫn chưa có phản ứng, máu huyết trong não dâng cao, bà ta nhắm mắt lại, hít thở sâu vài ngụm, đem xúc động trong nội tâm cực lực đè xuống, nay trong phủ chỉ còn một mình bà ta là trụ cột, nếu bà ta còn không tỉnh táo lại, Liễu phủ sẽ không thể cứu vãn. Suốt cả một buổi tối, liễu lão phu nhân không có nghỉ ngơi, lăn qua lộn lại đến sáng sớm ngày hôm sau, thay xiêm y, chuẩn bị xuất môn cầu viện. Quản gia nói cửa trước đã bị mấy tên khất cái toàn bộ phá hỏng, cho bao nhiêu tiền cũng không đi, toàn bộ ngủ ở trước cửa, mà một đám bộ khoái đều đứng ở dưới bóng cây, cười tùm tìm nhìn hướng liễu phu. Chỉ cần liễu ra động thủ đối phó tên khất cái nào, liền lập tức bắt người. Liễu lão phu nhân bất đắc dĩ, phải đi ra bằng cửa sau. Cửa sau vừa mở, một đám người đứng cách đó không xa toàn bộ chen chúc nhào tới. Một cỗ xe bò mang theo một thùng lớn đồ vật cũng dừng ở đó. Nhìn thấy liễu lão phu nhân từ bên trong đi ra, lão hán đánh xe bò lấy một gáo mốc thứ nước trong thùng hướng trên người liễu lão phu nhân mà tạt. Tạc phụ nhân, cho ngươi thông đồng cùng tạc nhân lừa bán con gái. Những người bị mất đi nữ nhi cùng đám người phẫn nộ đều vây quanh ở trước cửa hậu môn trong tay cầm trứng thối, cải trắng nát, hướng người ở cửa một bên mắng, một bên ném tới. Mùi tanh tưởi trong không khí lan ra, những thứ màu vàng đen kia đều dán lên trên gương mặt cả đời vinh quang của liễu lão phu nhân. Tâm tình vẫn nhẫn nhịn không phát tác của liễu lão phu nhân rốt cục không chịu nổi cảnh tượng cực kỳ nhục nhã này, trúng gió tê liệt rồi. Toàn bộ thành Dương Châu đều biết, liễu phủ, xong rồi. chương 177 bắt được độc thủ, một. Sau khi trải qua thẩm tra, chứng cứ phạm tội của vụ án Liễu Dịch Dương vô cùng chuẩn xác, chọn ngày xử trảm, tội trạng của Liễu Dịch Thanh càng thêm đầy đủ, bắt nhốt vào đại lao 3 năm. Lần này đa tạ huynh, Vân Khanh nói với An Sơ Dương. Tuy rằng việc này đã giải quyết xong, nhưng nếu sau này lại bị truyền ra chỉ sợ thanh danh của ngươi vẫn bị ảnh hưởng. An Sơ Dương tất nhiên không để bụng chuyện này, nếu hắn đã nhận lời giúp đỡ sẽ không nghĩ đến việc được báo ân đền đáp cái gì hơn nữa việc này đối với hắn cũng không phải không có lợi vân khanh thản nhiên cười bỗng nhiên nhớ đến một chuyện hôm ấy làm sao mà huynh biết được ta ở đâu chuyện này vẫn luôn ở trong lòng nàng chẳng qua vì quá bận rộn đối phó với liễu gia nên chưa kịp hỏi một trận gió thu thổi qua đôi môi mỏng của an sơ dương giống như lớp băng vừa tan khóe miệng cong lên mang theo ý cười nói trương huỳnh nói cho ta biết ngươi đi vào một ngõ nhỏ sau đó bắt gặp một bóng đen lướt qua lúc đó hắn đang cưỡi ngựa đi trên đường bỗng phía trước có người gọi hắn nhìn lại mới biết đó là trương huỳnh của toánh xuyên hầu phủ hai người bọn họ xưa nay chưa từng gặp mặt bất quá vì lễ nghĩa hắn vẫn dừng lại xem vì sao nàng ta gọi mình nàng ta nói nàng ta và vi ngưng tử nhìn thấy ngươi bị bóng đen kia kéo đi cũng không biết là ai bảo ta qua đấy xem thế nào đối với chuyện vi ngưng tử thấy mà làm như không vân khanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vì ngưng tử cho dù tận mắt thấy nàng bị người ta đem bán chỉ sợ không cảm thấy thông cảm mà trong lòng còn to tiếng vỗ tay tán thưởng chỉ mong nàng càng thảm hại càng tốt chỉ là nàng không nghĩ đến đó lại là trương huỳnh vân khanh nhớ lại dáng vẻ ương ngạnh bộ dáng thẳng thắn ở học viện của nàng ta nhưng từ lúc ở trong hiệu thuốc thấy nàng ta mặc bộ quần áo thuần khiết đơn giản có vài phần thay đổi xem ra cũng đã thông hiểu không còn là con người như trước hai người nói với nhau vài câu từ xa nhìn thấy có người lại gần an tuyết oanh kéo tay vân khanh cùng nói chuyện an sơ dương cũng im lặng đứng một bên nhìn muội muội và vân khanh hai người thân mật chuyện trò càng đi càng xa thời tiết dần trở lạnh khí lạnh cuối mùa thu làm vân khanh cảm thấy mát mẻ khóe miệng cong lên cười thật thoải mái toàn bộ sự việc lần này một vòng lại một vòng trong đó mấu chốt là sở thích biến thái của liễu dịch dương sau khi hoàng thị và đinh tư chết đi vân khanh sai người để ý hành động của liễu dịch dương ý của nàng là nhìn xem người nhà liễu gia có đem chuyện đinh tư kê đơn đổ lên người nàng hay không ai ngờ nhờ đó lại biết được chuyện ngoài mong muốn liễu dịch dương sau khi biết mình không còn khả năng sinh dục tìm y tìm dược nhưng không thể chữa khỏi vốn là một tên nam nhân háo sắc, dần dần trong lòng nảy sinh sở thích biến thái. Lấy việc ngược đãi nữ tử làm niềm vui, thỏa mãn tâm lý không thể của bản thân hắn. Người nhà của nha hoàn xinh đẹp kia vốn đã nhận bạc của liễu phủ, ôm suy nghĩ dân không cùng quan đấu, tuy trong lòng mang oán hận cũng không thể không nhẫn nhịn việc này, cho đến khi Vân Khanh phái người đến nói với vợ chồng bọn họ chuyện của con gái hai người có thể tố cáo lên công đường. Những việc này tưởng như dễ dàng, nhưng cũng cần người nhà liễu gia tự tạo nghiệp chướng thì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Chỉ trách là tự bọn họ đã đào cạm bẫy rất tốt cho nàng sử dụng, nếu không tận dụng lần này lật đổ bọn họ, về sau liễu gia đông sơn tái khởi, đối với thẩm phủ mà nói, chắc chắn là một chướng ngại vô cùng lớn. Vào thời gian này của kiếp trước, chính vì Vân Khanh cự tuyệt làm quy thiếp của liễu dịch dương, liễu gia đối với thẩm gia tạo ra không ít trở ngại, nhưng kiếp này, Liễu Gia vì gây họa lớn mà chịu ảnh hưởng, bao gồm cả chi thứ hai của Liễu Gia cũng chịu tác động không kém, mà Liễu Khai Đông, Liễu Khai Hoa chỉ là một chức chi huyện nho nhỏ, chính mình cũng đang bị điều tra, không dành để nhúng tay vào chuyện của Liễu Dịch Dương. Nàng vẫn giữ suy nghĩ người không phạm ta, thì ta không phạm người, một lần nữa khoan dung với Liễu Gia, nếu người ta đã muốn động đau gươm, vậy cũng không trách được nàng vân khanh không có cảm tình gì với người nhà liễu gia liễu gia bị hạ bệ đối với nàng mà nói là bỏ được một cái họa lớn nhưng tạ thị thì không như vậy tạ thị và liễu lão phu nhân vẫn còn tình cảm hơn nữa song thân của bà sớm khuất núi vẫn là người làm bác như liễu lão phu nhân người thân nhất đối xử tử tế với bà trái lại không ai ngờ ra tay với mình cũng chính là thân nhân của mình bà dùng khăn lau nước mắt trên mặt đầy vẻ thương tâm Lý Mama thấy bà vốn đã ăn uống không được tốt, hôm nay cũng không ăn được hạt cơm nào, ra sức khuyên bảo, phu nhân, người tội gì phải đau lòng vì bọn họ, ngày ấy bọn họ làm ra cái chuyện kia, có xem người và tiểu thư là thân nhân sao? Bất kể tiểu thư có gả đến liễu gia hay không, nếu lời đồn đại kia truyền ra ngoài, tiểu thư cũng không còn cách sống nổi trên đời này. Lý Mama cố tình giải thích chuyện tình theo hướng nghiêm trọng, muốn tạ thị không cần phải đau buồn, Tuy rằng đối với Liễu Gia thất vọng, nhưng Tạ Thị cũng chưa từng nghĩ đến Liễu Gia lại có ngày suy bại như bây giờ. Mà ma, ta không phải thương tâm vì bọn họ, ta là vì bản thân mình. Mấy năm nay, đại biểu ca, nhị biểu ca không làm được chuyện gì, đều là thẩm gia dùng bạc mới từng bước leo lên cao được như thế. Cái này cũng không tính là gì, nhưng hết lần này đến lần khác bởi vì nguyên nhân này mà thân nhân ở sau lưng dùng dao đâm vào lưng ta sau này ta phải đối mặt với lão gia như thế nào? ánh mắt Tạ Thị có chút ảm đạm. chuyện của Liễu Phủ bà biết chắc chắn Thẩm Mậu có động tay chân vào trong đấy. nếu không, Tuần Phủ đại nhân sao có thể đúng dịp như vậy mà đến Dương Châu? vừa lúc An Chi Phủ thẩm tra án tử này, lại còn trong thời gian nhanh nhất trình tấu chuyện của Liễu Phủ lên kinh thành. nhưng cũng không thể trách Thẩm Mậu, đây đều là do Liễu Phủ tự làm tự chịu nếu không phải bọn họ ép người khác đến đường cùng ai sẽ làm ra chuyện như vậy ở bên này dương châu mọi chuyện đã xử lý hoàn hảo mà thư của minh nhi xuyên qua thiên sơn vạn thủy cuối cùng cũng đến được biên giới của đại ung và tây nhung gió bắc thổi mạnh tuyết lớn từ trên trời cao rơi xuống nhẹ như lông mỗng phủ một lớp tuyết trắng thật dày xa xa có một chỗ trũng xuống lại có những đụn tuyết trắng nổi lên từ xa có thể nhìn thấy những điểm nhỏ màu đen đang chuyển động. Ngự phượng đàn mặc quân phục rất dày, bên ngoài khoác áo choàng viền lông cáo trắng, đôi mắt dài hẹp lộ ra những tia sáng lạnh lẽo như gió bắc, miệt mài vui đầu vào bản đồ trên bàn. Chiến dịch đánh chiến Tây Nhung không thuận lợi, số lượng binh sĩ của quân địch vượt ngoài dự đoán của mọi người rất nhiều. Từng nhóm từng nhóm riêng biệt dồn lên tấn công khiến binh sĩ đại ung mệt mỏi ứng phó mà thời tiết càng ngày càng lạnh làm cho binh sĩ đại ung không có thói quen chịu đựng giá rét ngay cả nắm chặt binh khí cũng thấy khó khăn thêm vào đó lương thảo và quân y tiếp viện càng ngày càng chậm tranh lệch nhiều như vậy khiến cho việc tiến đánh cũng không dễ dàng trước ngự phượng đàn đã có ba vị lão tướng bại trận bởi tây nhung nhiều lần thua trận đã lui về sau bờ sông 50 dặm một tháng nay dựa vào ngự phượng đàn mới trụ vững ở chỗ này mà không phải lui binh binh sĩ canh cửa từ bên ngoài cầm một phong thư bước vào, bẩm báo, tướng quân, có thư gửi đến. Ngự phượng đàn nhìn lướt qua phong thư, gật đầu, bảo binh sĩ kia đặt qua một bên, tiếp tục vùi đầu vào bản đồ, cho đến khi bố trí thật tốt đấu pháp cho trận đánh tiếp theo mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào bức thư đặt trên bàn thấp màu đen. Là thư Minh Nhi viết. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 178, bắt được độc thủ, 2 đôi mắt lộ ra tia mong chờ ngử phượng đàn để côn gỗ đang cầm trong tay lên giá bước qua cầm bức thư lên thành thạo xé bỏ phong thư xem nội dung bên trong vẫn giống như lúc trước đã nhiều ngày nay vân khanh không có gì khác thường bây giờ không đến học đường rất hiếm khi gặp được nàng tin tức mà minh nhi gửi cũng vô cùng hạn chế bất quá không có tin tức gì cũng có nghĩa là mọi việc đều ồn cuộc sống buồn tẻ nơi quân doanh trong lòng hắn chỉ chờ mong vào bức thư này ba ngày một bức thư nội dung bên trong không có nhiều thay đổi trong đầu ngự phượng đàn sẽ căn cứ theo nội dung bức thư mà tưởng tượng thêm ví dụ như nàng học y thuật rất tốt sẽ nhớ đến dáng vẻ chăm chú phối dược của nàng ví dụ như hôm nay nàng cưỡi ngựa có tiến bộ sẽ nghĩ đến dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng trên con ngựa to lớn vẻ mặt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ bất quá ánh mắt ngự phượng đàn đảo trên bức thư một vòng chữ trên thư giống như là của vấn lão thái gia. Hắn biết chuyện bảo Minh Nhi gửi thư không thể lừa được lão nhân gia, nhưng vấn lão thái gia từ khi nào lại rảnh rỗi giúp người viết thư, ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, ngự phượng đàn đem giấy viết thư cuộn lại, đôi môi mím chặt. Chỉ thấy mặt trái của bức thư có một mảnh lớn màu đen gì đấy, lấy ngón tay chạm vào, trên đầu ngón tay dính phải vết mực đen, hắn dơ lên cao, hướng về phía ngọn đèn, mơ hồ có thể nhận ra vài chữ thẩm Danh, nhân, đây là chữ của Minh Nhi, chẳng lẽ vấn phủ ngay cả bút cũng không có nên phải dùng than để viết chữ trên giấy, trải qua vài lần truyền tay, trên đường sóc này, bụi than đen đã sớm mờ đi, làm sao có thể đọc được. Ngự phượng đàn nheo đôi mắt hẹp dài, ánh mắt lộ ra tia sáng, vấn lão thay ra sẽ không tự mình viết thư, loại tin tức không quan trọng này lão lại càng không viết, nếu có chuyện quan trọng hơn thì sẽ là chuyện gì. Thẩm, danh, nhân, từ mấy chữ này mà có thể lấy được thông tin quả thật khó khăn. Thẩm Vân Khanh trở thành người nổi danh khắp thành Dương Châu. Thẩm Vân Khanh danh tiếng vang dội, người trong thiên hạ đều biết. Thẩm Phủ gặp chuyện không may, nổi danh thiên hạ. Ngự Phượng Đàn cảm thấy sắp xếp mấy chữ lộn xộn này làm hắn không có cách nào suy đoán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể nhận ra, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Bất kể ra sao, hắn đều phải đẩy nhanh tiến độ đem trận chiến này nhanh chóng giải quyết nếu không về chậm mất mấy tháng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hắn sẽ không thể chấp nhận nổi đương nhiên là ở bức thư phía sau minh nhi vẫn đem chuyện này viết ra chắc là đã thuận lợi giải quyết xong ngự phượng đàn sau khi biết được hận không thể phi như bay về dương châu nhưng hắn biết chỉ cần hắn rời đi cần vương phủ sẽ xảy ra chuyện nên hắn căn bản là không có cách nào đi được vì thế chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ chiến đấu vân khanh từ chỗ vấn lão thái ra cũng biết được chuyện ngự phượng đàn bị phái đến chiến trường khó trách nàng vẫn không gặp lại hắn trái lại bây giờ nàng mới nhớ đến hình như ngự phượng đàn vào năm này đã đánh thắng một trận vô cùng lớn đẩy lui binh mã tây nhung minh đế phong hắn làm chấn tây đại tướng quân bây giờ hắn giống y như kiếp trước bắt đầu một cuộc sống huy hoàng nhớ đến gương mặt nam từ tuyệt mỹ kia Vân Khanh mỉm cười, sau khi trọng sinh có rất nhiều chuyện thay đổi, nhưng những việc quan trọng vẫn chuyển động theo quỹ đạo đã có từ trước, chỉ là không biết, rất nhiều việc nhỏ đã thay đổi, có thể ảnh hưởng đến việc lớn hay không đây. Ví dụ như thẩm gia diệt môn, nàng cố khắc chế tâm tư hỗn loạn, chú tâm nghe vấn lão thái gia giảng giải phương pháp châm cứu hôm nay. Châm cứu chính là châm pháp và cứu pháp, châm pháp là dùng kim đâm vào các huyệt vị nhất định trên cơ thể, sử dụng cách xoay và dịch chuyển các kim châm vào sâu hơn trong cơ thể để chữa bệnh. Cứu pháp là sử dụng lá ngải cứu đã đốt lửa làm nóng da ở huyệt vị, lợi dụng hơi nóng để chữa bệnh. Như vậy, lúc chữa bệnh cho bệnh nhân, đầu tiên cần phải bắt mạch, chẩn đoán ra nguyên nhân mắc bệnh, tìm ra điểm mấu chốt của bệnh trạng, phân biệt rõ tính chất của bệnh, xác định bệnh là do phần nào gây nên, sau đó lại phán đoán nó thuộc trong hay ngoài, nóng hay lạnh, hư hay nhược những người mắc bệnh sẽ là những người như thế nào, qua đó mới đưa ra chẩn đoán. Lúc trước ta đã cho con học bắt mạch, qua kiểm tra thấy con đã có nền tảng rồi. Còn với vị trí kinh mạch, trước đây đưa linh su kinh cho con, con nhớ rồi chứ? Vấn lão thái gia vừa nói vừa đưa ra một người gỗ giống hệt như người thường mà Vân Khanh từng gặp qua ở hiệu thuốc. Bất quá trên người gỗ này không ghi chú tên của kinh lạc. Vấn lão thái gia chỉ tay vào một chỗ, yêu cầu Vân Khanh phải nhanh nói ra. Nơi này là, đây là kinh mạch ở tay trong thủ Tam Dương Kinh. Sao, vụ Tam Dương, là ba đường kinh dương nằm ở mặt ngoài cánh tay, thuộc biểu, dẫn chân ký từ tay chạy lên đầu, bao gồm, thủ Dương Minh Đại Trường, thủ Thiếu Dương Tam Tiêu, thủ Thái Dương Tiểu Trường. Hướng đi, thủ Tam Dương chạy từ cánh tay lên đầu, Vân Khanh một phút cũng không dám chậm trễ. Chỉ có nhỡ rõ những điều này, Nàng mới có thể học châm cứu thật tốt. Liên tục kiểm tra mấy vấn đề, Vân Khanh đều trả lời vô cùng tốt, bất kể là vị trí huyệt vị hay là hướng đi của kinh lạc, chỉ cần Vân lão thái gia đặt ra vấn đề nàng đều có thể trả lời được. Vân lão thái gia nhìn Vân Khanh vẻ mặt trầm ổn, đáy mắt càng phát ra tia vừa lòng, lão tuy rằng đã già, nhưng mắt vẫn chưa hỏng, có thể nhìn thấy được Vân Khanh trước mặt đang tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Học y là phải khổ luyện, huống chi lão còn biết, thành tích ở thư viện của Vân Khanh, cả năm khóa đều xếp hàng đầu, có thể thấy được nàng đặt bao nhiêu tâm tư vào đó. Vì vậy đối với đồ đệ Vân Khanh mà mình thu nhận này, càng thêm hài lòng. Tất nhiên, ở năm chương trình học, Vân Khanh có chút mưu mẹo nho nhỏ, kiếp trước cầm kỳ thư họa của nàng không tệ, kiếp này thêm một khóa cưỡi ngựa bắn cung, lại thêm Vân lão thái gia ở nơi này, học y cũng dễ dàng nếu nàng thật sự muốn kiếp này đem cả năm khóa học đều hoàn thành tốt, không thức trắng đêm thì không có khả năng. Vấn lão thái gia mỗi lần đưa ra thời hạn đều rất ngắn, nếu không bỏ ra nhiều thời gian thì khó có thể ghi nhớ những thứ phức tạp như vậy. Khá lắm, giờ con có thể học châm cứu được rồi. Vấn lão thái gia để người gỗ sang một bên, vừa lòng nói. Qua hai canh giờ sau, vấn lão thái gia thu hồi kim châm, xoay xoay bả vai, cảm thán, già rồi ngồi lâu một chút xương cốt cũng thấy đau lại quay đầu nói với Vân KhaNh chuyện xảy ra hôm trước không ngờ ta đã xem nhẹ con đâu có lấy đạo làm người để sửa trị một người mà thôi Vân KhaNh cười khiêm tốn nhìn Vân lão Thái gia lắc đầu tiểu cô nương này thật sự không giống người mới mười ba tuổi biến cố này của Liễu gia nếu lão không biết được đây là phương cách của Vân KhaNh thì lão đúng thật không dám tin tưởng còn ít tuổi làm việc đã sâu xa mưu lược, dù là nữ tử, về sau cũng thật khó lường. Bọn họ xem như là trừng phạt đúng người đúng tội, hôm nay đến đây thôi. Vấn lão thái gia nhấc chân đứng lên, có chút than thở, có đôi lúc trời làm bậy, có thể sống, tự làm bậy, thì không thể cứu được. Cảm tạ vấn lão thái gia, Vân Khanh thu thập đồ vật, rồi mang theo lưu thúy trở về thẩm phù. Ngồi trong xe, mùi hương thơm ngát lượn lờ trong không khí, Liêu Thúy Thấp giọng nói, "Tiểu thư, đã tra ra nơi mà Bạch Di nương đến ngày hôm đó." Chương 179, bắt được độc thủ, 3. Từ khi chuyện của Liễu gia chấm dứt, Vân Khanh vẫn không có nửa điểm buông lòng, nàng rõ ràng nhớ được ngày hôm ấy vì đuổi theo thân ảnh mơ hồ của Bạch Di nương mà rơi vào tay kẻ xấu, người ẩn giấu trong thẩm phủ, nàng nhất định phải nhanh chóng điều tra ra. Chắc chắn là nàng ta sao? Chắc chắn nô tỳ đã sai người đi thăm dò, ngõ nhỏ kia gọi là ngõ Huệ hoa, bên trong có tám hộ, trong tám hộ này có một nhà họ đường, là biểu ca của Bạch Di Nương. Mà ngày đấy nô tỳ cũng hỏi qua bà tử canh cửa, Bạch Di Nương đúng thật là có báo với phu nhân, thân thích nhà nàng ta có việc, cần phải trở về thăm hỏi một chuyến. Liêu Thúy chắc chắn nói, Bạch Di Nương đến thăm bà con của nàng ta, Vân Khanh nằm nghiêng trong xe ngựa, trong đầu tự hỏi. Bạch Di nương không phải là nha hoàn hồi môn của phu nhân à? Sao có thể có bà con ở Dương Châu, có thể đến thăm họ hàng thân thích, chứng tỏ bình thường quan hệ rất tốt. Tạ thị cũng không phải là người Dương Châu, mà là ở vùng phụ cận Dương Châu, người Từ Châu. Bạch Di nương trước đây là nha hoàn hồi môn của bà, tên là Đại Mạo, theo lý mà nói thì không có thân thích ở Dương Châu. Nô tỳ cũng thấy kỳ lạ, lúc ấy dò hỏi mới biết Người nhà này trước kia cũng ở Từ Châu, bất quá đến Dương Châu cũng được mấy năm, người họ đường kia lần trước tham gia thi cử đỗ cử nhân, đáng tiếc không có tiền, cũng không có chỗ dựa, vẫn nhàn rỗi ở nhà, không đảm nhận chức vụ gì. Một người sau khi đậu tiến sĩ có thể trực tiếp được phong quan, thế nhưng thực tế là cho dù có chức quan để chống, nhưng cũng có rất ít tiến sĩ được nhận, hơn nữa chức quan mà tiến sĩ có thể nhận rất nhiều, nhưng cử nhân lại không giống vậy bởi con đường xuất sĩ làm quan rất nhỏ, chức quan để chống không nhiều, hơn nữa số lượng chức quan thấp cô nhiều lắm này cũng có rất nhiều người xuất thân khác nhau cạnh tranh, cho nên sau khi tuyển chức quan, số lượng cử nhân thiếu hụt nhiều không đếm xuể. Nếu có thể đợi được hơn 3 năm mà cử nhân nhận được chức quan thì đều có vận khí vô. Cùng tốt, đa số cử nhân đợi cả đời cũng không nhận được một chức quan nào. Đường biểu ca này, Vân Khanh cảm thấy nội tình bên trong hẳn là tương đối nhiều. Bạch Di Nương và đường biểu ca kia quan hệ rốt cuộc là như thế nào? Vân Khanh tiếp tục cho người đi điều tra rõ ràng, nàng tin chắc mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mà đối với Bạch Di Nương đơn thuần ngày thường không nói một câu này, Vân Khanh bắt đầu cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của nàng ta mỗi ngày, càng nhìn trong lòng nàng càng thêm phát sinh nhiều nghi vấn. Vừa lúc đó, nhà hoàn trước đây Vân Khanh sai cẩn thận quan sát Bạch Di Nương đến quỳ nhạn các, muốn gặp Vân Khanh tiểu thư, đêm qua lão ra nghỉ ở chỗ Bạch Di Nương, sáng nay nô tỳ nhìn thấy Bạch Di Nương nấu thuốc, bởi vì tỷ tỷ của nô tỳ làm việc trong phủ khác, thường xuyên người thấy trên người tỷ ấy có mùi thuốc, cùng với mùi thuốc đông y mà Bạch Di Nương nấu giống nhau, trong lòng nghi ngờ nên lấy đến đây. Liêu Thúy từ trên tay nha hoàn kia nhận lấy bao thuốc, Vân Khanh vừa ngửi, sắc mặt liền trầm xuống, thuốc này là tị tử thang, thuốc tránh thai phải biết rằng ở trong các gia đình giàu có, thường xuyên chuẩn bị tị tử thang cho thông phòng uống, chính là không cho phép các nàng sinh hạ con nối dòng, nhưng thẩm phủ con cái đơn bạc, hơn nữa tạ thị nhiều năm không sinh con, tị tử canh này căn bản là không cần dùng đến, lại càng không cần sử dụng với di nương. Là một di nương, chỗ dựa trong phủ không phải là phu nhân, không phải lão gia mà là bụng của mình, nếu không trước đây Tommy sẽ không vì trong bụng hoài thai mà trở thành người quan trọng trong phu. Bạch Di Nương thế mà lại lén lút hún tị tử thanh, đến tột cùng nàng ta có ý gì, là đối với tạ thị trung thành? Hay vẫn còn nguyên nhân khác? Vân Khanh rất nhanh biết được, trong tin tức thu được sau khi điều tra, vị đường biểu ca này trước đây là thanh mai trúc mã với Bạch Di Nương, hai nhà lúc ở từ châu sát vách nhau, tuy rằng chưa định ra hôn ước nhưng và hai bên đều có ý chờ hai người trưởng thành sẽ định hôn sư. Nhưng Bạch Di Nương được tuyển làm nha hoàn hồi môn cho tạ thị, cùng tạ thị đến Dương Châu, tự nhiên cùng đường biểu cả kia dần dần phai nhạt, cho đến khi được nâng lên làm Di Nương thì quan hệ hai người hoàn toàn cắt đứt. Vị đường biểu ca đến từ từ châu này, sau khi đến Dương Châu cưới một tiểu cô nương, định cư hẳn ở đây, hắn cũng xem như người có tài đọc sách, sau khi đỗ thi hương lại tham gia thi hội, Bây giờ là cử nhân, nhưng là thê tử mà hắn cưới về kia, thân thể không được khỏe, hai ba ngày lại sinh bệnh, lần trước Bạch Di nương đến đường ra là vì biểu tẩu sinh bệnh, Bạch Di nương đến thăm nàng ta. Nghe qua chuyện này, quả thật là một đoạn chuyện xưa tốt đẹp, Thanh Mai chúc Mã sau khi xa cách, chúc Mã cưới vợ mới, Thanh Mai gả cho người, lại cùng vợ mới của chúc Mã quan hệ rất tốt. Ngược lại, cũng giống tính tình ôn hòa của Bạch Di nương bất quá, Vân Khanh lại cảm thấy có chút kỳ quái, không nói đến trong lòng Thanh Mai kia thoải mái hay không, người vợ mới kia cũng thực hiểu biết được thứ tự, trái lại rất rộng rãi. Nàng cảm thấy đây là cánh cửa để đột phá mọi chuyện, trải qua chuyện tình của kiếp trước, sau khi cẩn thận suy xét rất nhiều chuyện, Vân Khanh vẫn cảm thấy có âm mưu ẩn giấu phía sau, nàng nhận thấy đường ra là một nơi có thể thông suốt mọi chuyện, sai người tiếp tục điều tra lông mày như trăng dáng người như liễu nhiều ngày rồi luôn có người tìm hiểu tin tức của ta chỉ sợ rất nhanh sẽ phát hiện chuyện của ta với nàng bây giờ trong phủ canh phong nghiêm cẩn bọn họ đã sớm nghi ngờ một khi ra tay thiếp sẽ bị lộ mất nhưng dù cho bọn họ có điều tra ra như vậy kế hoạch của chúng ta phải thực hiện ra sao chẳng lẽ nàng nghĩ sống cả đời như thế im lặng một lúc giọng nói kia vang lên được tiếp sẽ tìm cách. Thẩm mậu gần đây tâm tình rất tốt, tuy rằng cảm thấy liễu gia kết thúc như vây, lãng phí tâm huyết và tiền bạc, nhưng còn tốt hơn so với việc lưu lại một tai họa ngầm, cho nên ông thấy lợi còn lớn hơn hại, hơn nữa mỗi ngày nhìn bụng tạ thị một lớn hơn. Đại phu cũng nói thai nhi thực khỏe mạnh, tám chín phần là con trai, vì thế càng thêm vui vẻ. Mà tạ thị tốt trong lòng có chút buồn bực, cuối cùng được vân khanh mỗi ngày làm bạn, Dỗ dành tâm tình khiến bà vui vẻ lên nhiều. Trong khi đó Vân Khanh mỗi ngày đều chờ căn cứ chính xác, có thể bắt được người đứng sau bạch xi nương, cho đến một ngày. Tháng 11 gió lạnh thổi về, hiếm khi có ngày mặt trời lên cao, Lý Mama đỡ tả thị ra sau hoa viên tàn bộ. Bụng tả thị nay đã được 6 tháng, mặc quần áo nhiều lớp cũng khó có thể che được. Vân Khanh đặc biệt dặn dò, lúc bà rãnh rỗi đi lại nhiều một chút, vận động một lúc cũng có ích cho đứa nhỏ trong bụng lúc sinh sản cũng thuận lợi. Hậu viện lúc này cũng không còn nhiều loại hoa xinh đẹp diễm lệ, chỉ có lá cây xanh mướt và lá phong đỏ rực, còn có một hai cành mai nở sớm tĩnh lặng mà toát ra phong thái khác biệt. Tạ thị liếc mắt một cái thấy hoa mai kia, tâm tình thanh nhã đọc một câu, sổ chi hàn mai trường tương thủ, nhất chiêu xuân tẫn hồng nhan lão. Lý ma ma tuy rằng không hiểu thi từ, nhưng hồng nhan lão vẫn hiểu được, vội vàng nói, phu nhân gì mà hồng nhan lão người còn rất trẻ mà thật ra tạ thị cũng chỉ là thuận miệng đọc mà thôi biết lý mama kiêm kỵ này nọ liền gật đầu chúng ta đến bên kia nhìn xem lý mama nhìn qua thấy một vùng hoa mai nở sớm tạ thị xưa nay yêu thích hoa cỏ nhưng thấy bên cạnh chỗ kia là hồ nước liền khuyên nhủ phu nhân bên kia gần hồ nước bây giờ nước lạnh lắm người dính phải khí lạnh không tốt mà ma, ngược quá lo lắng rồi ta qua đó nhìn một chút hoa mai nở sớm mà không ngắm chẳng phải là rất đáng tiếc sao tạ thị vốn là nữ nhi của tạ thưa thịnh tất nhiên là có tính cách của văn nhân mắt khách thanh cao bất quả sau khi gả cho thẩm mậu thẩm mậu không phải là người để ngắm trăng ngâm thơ bà cũng kiềm chế tính cách này bây giờ cảnh đẹp ở ngay trước mắt bà tất nhiên là muốn ngắm nhìn lý ma ma nhìn xuống thấy địa thế bên kia cũng không quá cao mới gật đầu, đỡ tạ thị đến dưới tán mai nở sớm. Đứng dưới hoa mai mới nở, tạ thị hơi ngước đầu lên nhìn vài bông hoa mai đỏ âu, từng đóa nở rộ ở đầu cành, hít một hơi thật sâu, nhưng không ngửi thấy mùi hoa mai. Đứng gần như vậy sao không thể ngửi thấy mùi hoa mai thơm mát, bà nảy ra ý nghĩ, vươn tay muốn hái một bông xuống. Lý ma ma thấy bà nhón chân hái hóa, chỉ cười tả thị từ sau khi mang thai lại càng giống một cô nương chưa lấy chồng đa sầu đa cảm quả nhiên nữ nhân mang thai đều như vậy bà gọi với đến phu nhân bảo nha hoàn đến hái cho người cẩn thận bụng của người bà vừa quay đầu định gọi nha hoàn phía sau đến lại nghe thấy tiểu nha hoàn bên cạnh thét chói tai a à, dết nhiều dết quá lý mama cúi đầu xuống chỉ thấy trên mặt đất đều là dết dài hơn một tấc dày đập tập trung ở nơi này, toàn thân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đỡ lấy tạ thị, phu nhân, chúng ta đi nhanh. Nhưng trước mặt thật sự rất nhiều rết, tầng tầng lớp lớp, tạ thị vừa nhìn thấy, cả người đã mềm nhũn, ba từ nhỏ đã sợ nhất là rết, chỉ cần nhìn thấy cả người đã phát run, bây giờ thấy nhiều như thế, trong lòng run sợ. Làm thế nào, làm thế nào, con rết? Chương 180, bắt được độc thủ, 4. Lý ma ma hai tay đỡ tả thị bước đi, từng bước tránh đi lũ rết, bà bị cắn không quan trọng, nhưng trong bụng tả thị có đứa nhỏ, nếu bị cắn chúng, liên lụy đến đứa nhỏ, thật sự là chuyện lớn. Bốn tiểu nha hoàn đi theo phía sau, nhìn thấy rết sắc mặt cũng xanh mét, trong đó có người đã sợ đến mức xoay người bỏ chạy, Lý ma ma vừa thấy thầm mắng đổ vô dung. Lúc này bất chấp tất cả, mắt thấy lũ rết từng bước tiến gần về phía các bà, Lý ma ma chỉ biết lùi lại bà quay đầu nhìn về phía sau cũng là hồ nước lạnh như băng lũ rết không ngừng vặn vẹo thân mình nghìn chân ở trên cỏ di chuyển vì số lượng nhiều mà phát ra âm thanh cọ sát làm người ta nghe thấy mà nổi cả tóc gáy tả thị sợ đến mức sắp mất xỉu, nếu không phải lý mama ra sức đỡ bà đã muốn ngã nhào lên cỏ các người nhanh tìm đại tiểu thư đến đây cho dù lý mama không sợ rết nhưng nhiều rết như vậy xuất hiện da đầu bà cũng run lên bà hít sâu một hơi, phân phó tiểu nha hoàn. Trong đó có một người nhanh chóng chạy về hướng quy nhạn các, mà hai người khác sau khi sợ hãi, bắt đầu tìm cách đuổi giết đi. Vào quy nhạn các, Vân Khanh đang ngồi cùng Lưu Thúy, Thanh Liên, Vấn Nhi kết lạc tử, nhìn thấy một nha hoàn rối loạn chạy vào, đang định mở miệng trách mắng, lại phát hiện là người trong viện tạ thị, đứng dậy hỏi, có chuyện gì? Tiểu thư, phu nhân, có giết, rất nhiều giết, tiểu nha hoàn chạy không kịp thở, một câu cũng nói không xong. Vân Khanh nghe thấy là chuyện của tạ thị, trong lòng càng lo lắng hơn, bất quá lúc càng nóng vội, nàng càng phải chấn định, giọng nói nghiêm túc, thở trước đã, rồi từ từ nói chuyện. Giọng nói uy nghiêm làm tiểu nha hoàn không tự giác nghe theo, ngừng lại một chút, hơi hơi thở gấp nói, phu nhân ở sau hoa viên tản bộ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều rết, vây phu nhân và lý ma ma ở bên trong con rết, thứ kia có độc. Bọn nha hoàn trong phòng kinh sở, Vân Khanh nghe xong trên mặt run rẩy, lập tức phân phó, Thanh Liên, em chạy nhanh đi tìm lá ngải cứu lại đây, càng nhiều càng tốt. Lưu Thúy, lấy hết dầu trong phòng mang theo, lấy đá đánh lửa, gọi nha hoàn bà tử trong viện theo ta đến đó. Vấn Nhi, em nhanh chân đến viện của phu nhân, sai bảo bọn A hoàn canh giữ cẩn thận, đừng cho ai đi vào lúc này trong viện tả thị chắc chắn đang hỗn loạn, nếu không cẩn thận để người ta thả thứ gì vào trong, cũng vô cùng nguy hiểm. Để lại thải thanh giữ viện, những người khác thu thập tốt những đồ cần dùng, nhanh chóng chạy đến hoa viên. Mắt thấy vòng vây ngày càng nhỏ, Lý Ma Ma không thể lui lại được nữa, vô luận thế nào tả thị cũng không thể rơi vào trong nước chịu lạnh. Lý Ma Ma dốc lòng đem tả thị ngăn ở phía sau, nhấc chân bắt đầu đá những con rết từ trước bỏ đến nhanh lên hắt dầu qua đó đi vân khanh dẫn theo một đám người từ bên này chạy đến nàng so với bất kỳ ai còn gấp hơn bởi vì đám rết lúc nhúc kia dường như chiếm hơn nửa ven hồ tạ thị đứng sau lưng lý ma ma vốn sợ đến mức xương cốt mềm nhũn vừa thấy vân khanh lại đây lập tức ngạc nhiên mà gọi to vân khanh đừng đến đây đừng đến đây chỗ này nhiều rết như vậy không thể để cho nữ nhi bị cắn được Lý ma ma vội vàng đỡ lấy tạ thị đang muốn ngã xuống, trong mắt lộ ra tia hy vọng nhìn Vân Khanh. Vân Khanh gọi to, nương, Lý ma ma, hai người cẩn thận. Phía sau nàng, Thanh Liên cầm một bao lá ngải đến gần vòng vây của bầy rết. Vân Khanh sai Thanh Liên buộc bao lá ngải vào một vật nặng, ném về hướng Lý ma ma, gọi lớn, ma ma, nhanh đốt lá ngải. Lý ma ma lập tức nhận lấy, mở bao lá ngải kia ra, bên trong có đá đánh lửa, lập tức hiểu rõ buộc lá ngải quanh người dùng đá châm lửa đốt trong không khí nồng đặc mùi lá ngải đám rết lúc nãy không ngừng đến gần cũng bắt đầu lui lại khuôn mặt lý ma mang theo vui mừng đỡ lấy tạ thị cười nói thật sự có tác dụng thật sự có tác dụng vân khanh chỉ huy bọn nha hoàn đâu vào đấy từ bên ngoài hắt dầu vào đám rết đợi lũ rết tản ra thành một con đường lý Mama ma mới đỡ tạ thị chạy ra ngoài dùng đá đánh lửa ném vào trong đàn rết chỉ nghe thấy thanh âm lốc bốp vang lên vô số con rết bắt đầu bốc cháy trong ngọn lửa bị đám lửa thiêu chết vân khanh lập tức chạy đến ôm tạ thị nói nương nương nàng vừa rồi thật sự bị dọa sắp chết từ xa nhìn thấy lũ rết đủ mọi màu sắc vây lấy bà ở bên trong chỉ thiếu chút nữa không phải bị rết cắn mà là rơi vào trong hồ nàng quả thực không dám tưởng tượng tạ thị trong lòng còn sợ hãi, ôm lấy nữ nhi, toàn thân run rẩy đừng sợ, đừng sợ. Lý ma ma lại nhìn thấy dưới váy tạ thị dần lộ ra màu đỏ của máu, vội vàng nói, phu nhân, phu nhân, người chảy máu. Sắc mặt vân khanh trắng bệch, vội sai người đỡ tạ thị về chủ viện, để lại lưu thúy trông coi nơi này, đợi lụ rết cháy hết, mới dập tắt lửa. Mời đại phu đến, lão phu nhân cũng vội vàng chạy đến chủ viện, từ sau chuyện của Thủy Di Nương lần trước, lão phu nhân hoàn toàn im lặng ở trong phủ, trừ lúc nhất định phải gặp Vân Khanh và Tạ Thị, bà đều ở Vinh Tùng Viện, có lẽ trong lòng cũng ai nấy, hôm nay nghe thấy Tạ Thị bị lũ rết dọa sợ mới vội vã chạy đến. Đại phu, con dâu ta thế nào rồi? Lão phu nhân vẻ mặt lo lắng hỏi. May mắn, tuy chỉ động thai khí, nhưng trước đây nghỉ ngơi rất tốt, đưa nhỏ cũng ổn, chỉ cần sau này cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt thì không có vấn đề gì. Tề Đại Phu đứng lên dặn dò. Vân Khanh thở phào, nàng sợ bởi vì chuyện hôm nay, đứa nhỏ trong bụng tạ thị khó mà giữ được. Hơn 10 năm chờ đợi mới có được đứa nhỏ này, không chỉ là đứa nhỏ, mà còn là mong đợi của thẩm mậu và tạ thị. Nếu đứa nhỏ không giữ được, tạ thị chắc chắn sẽ đau lòng rất nhiều. Nàng nhìn tạ thị sắc mặt trắng nhợt, nhưng tinh thần vẫn ổn, chỉ là trong mắt vẫn còn hoảng sợ, lúc nãy bị lũ rết vây kín trong lòng bà vẫn chưa hết lo lắng. Chuyện này không thể trong chốc lát là ổn, phải có thời gian. Thấy Lý Ma Ma, Phỉ Thúy và Hồ Phách đều ở bên cạnh hầu hạ, Vân Khanh yên lòng, tự mình đến chỗ lúc nãy tả thị đứng. Bây giờ đã đầu mùa đông, bình thường lũ rết phải đầu mùa xuân hè mới gặp, tất nhiên đây không phải là mùa rết ra ngoài, hơn nữa tập tính của loài này không thích ánh nắng ban ngày trốn kỹ, đến đêm mới chui ra, thích nơi âm u, ấm áp, tránh mưa gió và những chỗ thông thoáng. Tuy rằng hoa viên thẩm phủ có đủ những yêu cầu này, nhưng cách một thời gian sẽ có người rắc thuốc, quét dọn, cho dù có rết cũng không có khả năng nhiều như vậy xuất hiện một lúc, lại còn cố tình vây tạ thị ở bên trong. Một trăm lần trùng hợp cũng không có chuyện như vậy. Trừ khi có người cố ý. Bình thường đồ ăn của tạ thị đều được Vân Khanh sai lý ma kiểm tra chặt chẽ, đều tự mình làm, bất kể kẻ nào đưa này nó cùng đồ ăn đến cũng không có cơ hội chạm vào, cho nên người hạ độc thủ mới không có cơ hội ra tay, đành dùng đến cách này. Dọc đường đi, sắc mặt Vân Khanh vô cùng trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn sóng, nàng mơ hồ cảm giác được, người giấu mặt ở thẩm phủ rất nhanh sẽ bắt được. Đến sau hoa viên ven hồ, Liêu Thúy đang phân phó đám tiểu nha hoàn quét dọn, đem tàn cho làm ướt, tránh cho đống lửa nhỏ gây ra hỏa hoạn. Nhìn thấy Vân Khanh bước đến, liền kêu, tiểu thư, vừa rồi nô tỳ phát hiện cành hoa mai này có vấn đề. Liêu Thúy bước đến dưới mấy cành mai nở sớm, dùng sức kéo mạnh, đem cành hoa mai kia kéo xuống. Hơn nữa do lay động mạnh mà hoa mai nở sớm tươi đẹp kia nhanh chóng rơi xuống lại nhìn thấy trên cành mai vừa kéo xuống còn dính nhựa cây thật rõ ràng là đây không phải hoa mai nở sớm mà có người đã gắn lên đây rõ ràng là âm mưu được tính toán từ lâu trong mắt vân khanh lạnh lẽo đào quanh bốn phía cuối cùng dừng lại ở chỗ đã bị đốt cháy đen kia mới vừa rồi lúc nàng nhìn đến chỗ này đã phát hiện lũ rết tập trung lại thành hình chữ môn đem tạ thị vây ở bên trong đường lui duy nhất chính là hồ nước nàng kéo váy ngồi xuống cẩn thận quan sát đã có cảnh hoa mai kia chắc chắn dưới này cũng có người động tay chân nhưng là dùng đến biện pháp gì để nhiều rết như vậy tập trung ở chỗ này nàng cầm lấy một cây gậy ở trên mặt đấy đảo mấy cái phát hiện màu sắc ở dưới không giống nhau nàng lại đứng ở chỗ khác làm lại ở một chỗ khác thật hiển nhiên là cùng với chỗ có rết hoàn toàn khác biệt dùng tay lấy một ít đất đưa lên mũi người chỉ thấy một mùi máu tanh nồng đặc tản ra Liều thúy cũng học theo nàng ngồi xuống cầm một ít đất lên người lập tức nhíu mày tiểu thư đây là máu gà rết thích nhất là máu gà con nơi này mùi máu tanh như vậy hấp dẫn bao nhiêu là rết không biết phải dùng đến bao nhiêu máu gà mới đạt được hiệu quả mà người kia có thể dùng hoa mai giả đính lên cây ở trong này rõ ràng vô cùng hiểu biết tính tình của tạ thị người này là ai đáp án đã xác thực. Vân Khanh lập tức gọi người đi hỏi, một lượng lớn máu gà như vậy, tuyệt đối không thể lén lút mua được, mặt khác sai người phong tỏa viện của Bạch Di Nương, không cho người ra vào, tránh cho người có cơ hội động tay chân. Ngay tại lúc Vân Khanh ở phòng bếp hỏi quản sự, bỗng thấy vài thô sử nha hoàn, vẻ mặt kinh hoàng chạy đến, trong miệng hét lớn, không hay rồi, có người chết. Đúng là quá cản rỡ, đã thế lại còn có người chết. Vân trước tiên quát to, hô to gọi nhỏ cái gì? Còn có quy củ nữa không? Vải thô sử nha hoàn kia bị nàng mắng, cả người mềm nhũn, quỳ xuống nói, đại tiểu thư, đúng là có người chết. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.